Đây mình test máy nhá. Test máy cho anh nha. Đầu tiên là lấy nước trung tính này, là nước pha sữa và uống thuốc tây nhá. Số 1 này là nước có độ pH 8.5. Uống để chúng ta làm quen với nước ion kiềm. Chúng ta uống khoảng 15 đến 20 ngày chúng ta chuyển sang uống số 2 là nước có độ pH 9.0. Nước 9.0 này chúng ta vừa uống vừa để nấu cơm nấu canh luôn. Tiếp theo chúng ta uống 15 đến 20 ngày chúng ta chuyển uống số 3. Số 3 nước có độ pH 9.5. Số 3 này vừa để uống vừa để pha trà, pha cà phê nhé. Chúng ta chịu uống từ nước trung tính đến nước 9.5 thôi. Còn từ 10 chấm lên chúng ta để dùng để hầm đồ ăn nhé. Hầm đồ ăn và để dâm ngâm rau củ quả. Đây, ngâm rau củ quả nó hình lá rau này. Còn 10 chấm. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng nước cuối cùng là dùng nước có độ pH 10.0. Nước 10.0 thì chúng ta sẽ dùng để ngâm rau củ quả nhé. Ngâm thực phẩm, ngâm thịt cá, tôm cua để loại bỏ thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Nước có độ pH 10.5. Cuối cùng mình sẽ lấy nước có độ pH 5.5 nhé. Đây. Nước có độ pH 5.5 này thì là để dùng để rửa mặt, vệ sinh mặt mũi, giúp diệt khuẩn tốt và xe khít lỗ chân lông, giúp dưỡng ẩm da mặt cực kỳ tốt. Khi lấy nước có độ pH 5.5 này nó sẽ kêu tít 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 liên tục cảnh báo chúng ta không được uống. Thì chúng ta có thể nhấn nút này để nó tắt tiếng đi. Đây, có một nút này nhỏ này. Để tắt tiếng nhé. Đây được 5.5 này. Khi chúng ta lấy nước 5.5 ấy thì đường nước thải ra này. Đây. Đường thải ra sẽ có độ pH khoảng 10.5 nhé. Chúng ta có thể dùng cái nước thải này để ngâm rau củ quả được nhé. Đây mình sẽ lấy thử cái đường nước thải nhé. Đường nước thải này sẽ có độ pH khoảng 10.5. Chúng ta có thể ngâm rau củ quả được nhé. Rồi, đã test xong tất cả các loại nước của máy này. Bây giờ em sẽ tắt máy đi. Đấy, máy có chế độ tự động vệ sinh điện cực nhé. Này, nó đếm nồi từ 12 này. À, trong quá trình vệ sinh này. Rồi, để em lấy chai nước thử pH. Để em thử pH cho mọi người xem nhé. Đây là nước thử pH của máy này. Đấy, nước có độ pH mà nước thải nước rửa mặt này rất đậm luôn, màu tím đậm. Đây là 10.5. Cho hai giọt cho đều. Đây là 9.5 này. À đây là 8.5 này, 8 chấm này. Nước trung tính này. Đây là nước có tính axit nhẹ này, rửa mặt này. Đó. Máy test ra quá đẹp luôn nhé. Rồi, em đã test xong chiếc máy này. Anh chị em có nhu cầu mua lọc nước ion kiềm, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại bên trên. Đặc biệt liên hệ qua Zalo giúp em nhé. Đây là các loại nước này, anh chị em xem này. Đây nước đậm nhất có độ pH khoảng 10.5 này, nước thải nước rửa mặt á. Đây cũng 10.5 luôn này. Đây là 9.5 này. Đây là 9.0 này. Đây là 9 chấm này.
Đây nước trung tính này, đây nước có tính axit nhẹ này. Rồi em test xong máy rồi, ai nhu cầu mua máy lọc nước thì liên hệ em nhé, rất nhiều các máy khác nhau. Đây, máy lọc nước này, máy lọc nước này. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.